Chuyện phím thầy tu Tác giả Toại Khanh Chân tu Chữ cúc trong tiếng Việt có ít nhất hai nghĩa Nghĩa động từ là xéo, tết, vọt, dông thẳng, bỏ đi không minh bạch, không đường đường chính chính. Nói theo phim Tàu là chẳng quang minh lỗ lạc. Chữ Cúc, theo nghĩa tranh từ là tên gọi tắt của loài chim cung cúc. Tôi ngờ rằng hai nghĩa này có liên quan nhau ít nhiều. Ai từng sống ở miền đông nam bộ Việt Nam, hẳn là phải thấy qua giống chim này. Chúng to lắm cũng hơn nắm tay một chút, sống quanh quất mấy lùm bụi, cả đời cơ hồ chẳng biết bay. Chỉ làm lũi lặng lẽ đây đó và khi gặp biến thì lũi nhanh vào một ngô đất hay bụi cỏ nào đó và thế là mất tâm. Ngày còn nhỏ tôi từng tin lời của người lớn nói rằng chim cúc biết tàn hình. Như tôi vẫn từng tin vào vài huyền thoại về loài chim gõ kiến. Sau này tôi còn biết thêm một vài loài chim khác cũng lạ lùng như chim cúc ở chỗ suốt đời chỉ biết đi hoặc chỉ biết bơi lặng, không biết bay. Chẳng hạn như chim cánh cục ở hai miền địa cực của trái đất. Bẩm sinh, chúng không có sẵn khả năng bay lượn, mang tiếng là chim, nhưng chúng thua cả giống vịt sim về khả năng di chuyển. Mấy con vịt sim ngó lạch bạch vậy, nhưng lúc cần vẫn có thể bay qua mấy công đất như chơi Dĩ nhiên, chúng chỉ xài đến khả năng này những lúc không còn lựa chọn nào khác. Mấy loài lông vũ kỳ cục đó, chẳng hiểu sao cứ ám ảnh tôi như những đề tài suy gẫm thú vị. Mang tiếng là chim, nhưng không biết bay, vì chỉ có khả năng đi hay có quá nhiều những sức nặng không cần thiết cho những lần chấp cánh. Muốn lên được với trời xanh, hãy tự làm nhẹ chính mình. Trọng lượng là một thứ cần được quan tâm trước tiên trong những chuyến bay. Dù về sinh học hay kỹ thuật đều thế cả. Có người hỏi tôi, sao thời nay không thấy ai có thần thông? Tôi nhớ đã trả lời rằng, người bây giờ hầu hết đều thích quân vác, nên ai cũng là chim cánh cục. Khá lắm, cũng chỉ là chim cúc hay vịt sim thịt mỡ nhiều hơn lông cánh Thì làm sao ba nhảy được chứ Phàm kẻ còn mê luyến ngũ dục Thì không sao chứng đạt các tầng thiền định sắc giới Còn nặng lòng với các tầng thiền định sắc giới Thì làm sao vươn đến các tầng thiền định vô sắc giới Ngày nào giả còn mong mỏi hiện hữu Ở cảnh giới nọ kia Thì không sao tu chí vô sanh Còn hệ lụy phố chợ đình quán Thì đừng hòng nói chuyện viễn ly thăm xứ Cõi riêng của các bậc hiền giả trời sanh mỗi người chỉ có hai bàn tay làm gì có chuyện một tay buông một tay nắm tu bàn tay không thể cùng lúc làm hai việc đối lập chúng ta chỉ có thể chọn một trong các chọn lựa muốn bay cao phải biết bỏ lại những gánh nặng không thật sự cần thiết trọng lượng thừa thải chỉ khiến mình thêm ì ạch lạch bạch mà thôi tôi thích hiểu chữ chân tu là tu cái chân là bỏ đi là chia tay là chẳng dừng chân quá lâu một nơi chốn nào một cơ thể thiếu vận động dễ khiến dư mỡ, cao máu, mau chết. Một lòng tu thích nấn ná, nắm níu, cũng dễ có vấn đề. Cầm lấy vài món hành trang gọn nhẹ, rồi sống hành đạo. Chữ này tôi lại cũng cố ý hiểu theo nghĩa mới. Hành đạo là đạo đi, là phép tu bằng đôi chân theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mọi thứ phải dời đổi theo nghĩa hướng thượng tích cực. Đứng yên hay dừng lại là chọi, là chống, là vướng, là kẹt là nặng nề mệt mỏi rồi thì kiệt sức năng lượng phải được tuần hoàn luôn lưu bằng những trao đổi xê dịch tu hành là bỏ lại sau lưng những hình bóng cũ kể cả cái bóng hôm qua của mình tu là bước tới là xoay lưng là từ biệt là tìm về những quán trọ qua đêm để ngủ nhờ những bến đò để quá gian chữ hán có mấy từ theo tôi hay quá tá túc là mượn tạm chỗ của người ta để ngủ, không phải chỗ sở hữu của mình. Còn quá gian là đi nhờ tàu xe để qua sông hay vượt qua một đoạn đường trên bộ, ngắn thôi. Xa quá, lâu quá thì không còn là quá gian nữa. Lúc đó là hệ lụy, là có vấn đề với nhân gian rồi. Nghĩ mà thương cho những loài chim một đời không vỗ cánh bay, chỉ vỗ cánh ơ hờ để tự gãi ngứa. Nhưng những loài chim không biết hót, chỉ há mỏ để ngắt vặt uổng cho cái danh xưng chim trời trời cao xa nghìn trùng cho những loài chim không biết bay tôi có nhớ đọc đâu đó hình như của nhà văn thi vũ về một loài chim không chân một đời mòn mỏi bay không đậu ông muốn nói đến cái gì tôi không nhớ nữa chỉ thấy mệt nhiều với hình ảnh một loài chim không thể về đất tôi theo tinh thần trung đạo có chân để nghỉ ngơi và có cánh để trao lượng nghỉ ngơi lúc cần và tung bay khi thấy thích. Đức Phật có nói đến những trụ xứ náo mình và những con đường du hóa trong cuộc đời mỗi tỳ kheo. Chọn hẳn một thứ là kẻ cứng, bầu trời để đi và mặt đất để về. Tôi viết một mạch không dám đọc lại vì sợ mình cục hứng thì nguy. Viết theo cách vừa nói ở trên, viết như kẻ đang trên đường, gì cũng ở sau lưng, quay đầu là bệnh rịnh vướng vít. Trong các hồng danh của Phật, tôi tích niệm nhất chữ thiện thể người đi chẳng về đi chẳng nhìn lui đã xoay lưng thì chẳng quay đầu và một trong ba mươi thông lệ của chư Phật ba đời có chỗ tiêu sái độc đáo là đảng sinh thành đạo hay viên tịch đều ngoài rừng cây không chứ mái che nào hết các ngài là những cánh giả hạt không thuộc về một phú xá phùng hoa nào cả đẹp lắm thay